Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ lời dạy của Trường Giang với anh em nghệ sĩ khiến khán giả bất ngờ. Sau mùa 1 thành công, Chọn Ai Đây đã trở lại mùa 2 và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đáng chú ý, trong tập mới nhất phát sóng ngày 6 tháng 6 vừa qua, phát ngôn về nghệ sĩ và cách làm nghề chân chính của một loạt diễn viên tham gia chương trình như Lê Dương Bảo Lâm, Buka, Khả Như đã nhận được sự chú ý. Cụ thể, trong một phần chơi, MC Trường Giang đưa ra câu hỏi khi được hỏi về cảm xúc đối với các nghệ sĩ tham gia chương trình Chọn Ai Đây, Khả Như đã nói gì? Các đáp án là A. Nhạt nhẽo, B. Không cần thiết, C. Xàm. Theo Buka, cô cho rằng đã nhớ Khả Như từng trả lời không cần thiết. Điều này khiến những người chơi còn lại bày tỏ sự bất ngờ, trong đó Lê Dương Bảo Lâm thể hiện sự ngỡ ngàng tột độ vì không nghĩ đồng nghiệp Khả Như từng nhận định về các nghệ sĩ tham gia chương trình tiêu cực đến vậy. Dẫu biết rằng anh chàng đang cố tình diễn thái quá như một yếu tố gây hài cho chương trình, song những phát ngôn của Lê Dương Bảo Lâm về lời dạy của Trường Giang được đặc biệt quan tâm. Lê Dương Bảo Lâm nói, chị Như, sao chị lại nói thế? Đồng nghiệp với nhau không mà chị lại nói chúng em như thế. Anh Trường Giang đã dạy, anh em nghệ sĩ chúng mình là làm gì thì làm, không được hất đổ chén cơm của đồng nghiệp. Chị đã vi phạm, bây giờ chị phải lãnh hậu quả. Anh Giang còn bảo, diễn vô duyên có thể chấp nhận được, diễn không mất cười rồi từ từ cũng cười, nhưng đạp đổ chén cơm của đồng nghiệp là không được. Theo phe của Lê Dương Bảo Lâm, Buka vừa bức xúc vừa tiết lộ thêm, chị nói câu đó ra có bao giờ chị nghĩ mùa này lại đứng đây đâu, chị nhận hậu quả đó. Em nhớ lúc đó chị nói gì rồi, chị bảo là không cần thiết, đây là chén cơm của người ta mà chị lại nói không cần thiết. Anh Trường Giang đã nói, anh em nghệ sĩ giờ còn có bao nhiêu người đâu, phải biết yêu thương nhau, giờ chị lại nói như thế. Không chỉ truyền đạt lời răn dạy của Trường Giang với đàn em, Lê Dương Bảo Lâm được dịp chê trách kỹ năng diễn xuất của Khả Như. Em thấy người không cần thiết, ở đây là chị đó, nét diễn của chị bị ngoại hình lắm, không có tâm lý bên trong. Thầy dạy diễn là phải có tâm lý, phải có tưởng tượng, phán đoán, cảm nhận, quyết định rồi mới đến hành động. Chị không suy nghĩ gì mà hành động liền, 40 tuổi đầu rồi, không ai diễn như chị hết. Trước phản ứng dữ dội của đàn em, Khả Như vội quỳ xuống khoanh tay xin lỗi, cô thú nhận lý do. Hôm đó tôi mất ngủ, sáng dậy sớm đi làm nên đầu óc không tỉnh táo, lúc mơ lúc sảng. Giờ tôi tỉnh táo rồi, tôi thấy các nghệ sĩ ở đây rất cần thiết trong cuộc sống này. Mọi người ở đây rất tỉnh táo, không ai xàm hết. Tôi hứa từ nay về sau không nói bậy bạ nữa. Hiện tại những phát ngôn của các nhân vật đang được cộng đồng mạng quan tâm đông đảo. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy bày tỏ quan điểm dưới phần bình luận nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.